sao cô lại ở đây? Hồ Thanh Hoa giật mình, tôi tôi đến theo quân đội, đúng, tôi đến theo quân đội. cô theo quân à? cô theo ai? tôi theo châu đôn tử, chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn. cô cô dám đánh tôi à? anh ấy là Châu Văn Đình, biệt danh là đôn tử, chính là tiểu đoàn trưởng Chu, chồng tôi đấy. Giấy đăng ký kết hôn có tên chúng tôi Xin hỏi cô lấy đâu ra mặt mũi mạo danh tôi Sao có thể thế được Anh, các người đã biết từ trước phải không Chúng tôi biết hay không không quan trọng Quan trọng là bây giờ cả quân khu Đều nghĩ cô đến đây để đánh cắp bí mật quân sự Chẳng mấy chốc cô sẽ bị bắt và ăn đạn Cô nói xem Người đứng sau cô thật sự vì cô Hay cố tình hại cô đây Hồ Thanh Hoa nghe rằng ôn luyện nói vậy Sợ hãi lùi lại liên tục Tôi thấy cô ta đúng là đến vì bí mật quân sự Nên bắt lại thẩm vấn nghiêm ngặt Nếu cần thiết có thể dùng biện pháp đặc biệt Không, không, tôi không phải tôi cũng không muốn thế không tôi chính là giang ôn diện Tôi không đến để đánh cắp bí mật quân sự gì cả. Tôi mới là Giang Ôn liền thật sự. Không tin các anh có thể hỏi bố mẹ tôi. Họ có thể làm chứng. Hồ Thanh Hoa, Hồ Thanh Hoa, đến lúc này rồi, cô còn ngoan cố không chịu nhận. Tiểu Đoàn Trường Chu, anh phải tin tôi, tôi mới thật sự là Giang Ôn liền Bố mẹ tôi có thể làm chứng. Đúng rồi, con có vợ của Chính Nghị Phượng. Cô ấy cũng có thể làm chứng. Chính Nghị Phượng, anh đi xem chị ấy đến chưa? Vâng, sư trưởng, vô ích thôi, Hồ Thanh Hoa, cô tưởng chỉ cần họ làm chứng là được à? Hay là tôi gọi ngay cho công an bên đó. Bảo họ đến ủy ban phường sẽ điều tra ngay xem ai mới là người thật không không thể nào họ đâu có nói thế vậy ai đã nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này cho cô là bố tôi bố tôi nghĩ ra đúng vậy cô đối xử với họ quá tệ họ mới không muốn để cô theo quân nói cô theo quân lấy tiểu đoàn trưởng Chu sẽ không mang lại lợi ích gì cho gia đình tôi cũng bị ép buộc thôi ra là bố cô à Ông bố dựng đó của tôi thật là giỏi nhảy nhót Tôi nhớ trước khi đi Đã viết thư tố cáo họ rồi Chẳng lẽ không ai điều tra họ sao Là thư tố cáo đó của cô cũng có tác dụng đấy Thêm vào đó tôi cũng thấy họ bị cách chức Chỉ là không biết ai có bản lĩnh lớn đến thế Lại khôi phục chức vụ cho họ Tôi không biết Tôi chỉ biết họ bảo tôi thấy chỗ cô đến theo quân Những chuyện khác tôi thật sự không biết gì cả Vừa nãy cô không nói gì Phượng có thể chứng minh cô là Đúng vậy bố tôi bảo có việc gì cứ tìm bà ấy bà ấy sẽ giúp tôi tôi không đến để đánh cắp bí mật quân sự gì cả tôi cũng là nạn nhân tôi bị họ lừa gạt ôn điển cô tha thứ cho tôi đi tôi tôi sẽ về điểm chi thanh ngay tôi về đó lao động tôi sẽ cố gắng cải tạo lúc này chính vì phượng chạy về sư trưởng vợ tôi đi mua đồ ở huyện rồi đi huyện à nhất định phải đưa cô ấy về đây còn anh tạm thời giao lại công việc đang làm đi sư trưởng có chuyện gì vậy phó chu lại kể lại những gì hồ thanh hoa vừa khai này hồ thanh hoa lúc này lên tiếng tôi muốn tố cáo chu gia không phải tự đi lạc mà do dì phượng đẩy tôi thấy bà ấy để chu dã một cái rồi chu dã bị người ta xô đi mất tôi lại không biết tình hình bên này nên mới không báo cáo kịp thời với lãnh đạo tôi biết mình sai rồi tôi muốn lập công trục tội đã thấy gì phượng đẩy chu dã lúc đó sao cô không lên tiếng ngăn cản tôi tôi không dám di phượng là vợ chính gì mà hơn nữa di phượng cũng tốt với tôi lắm tôi tôi biết mình sai rồi tôi đã bị mê hoặc bởi viên đạn bọc đường của kẻ thù tôi thành khẩn khai báo xin được khoan hồng cô nói bệnh đồng chí hô đừng vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà đổ oan cho vợ tôi cô ấy tuyệt đối không thể làm chuyện đó tôi sống với cô ấy hơn chục năm rồi cô ấy là người thế nào tôi hiểu rõ nhất thôi chuyện này đợi điều tra rõ rồi tính sau không vợ của phượng chính vĩ và hồ thanh hòa giúp của có quan hệ gì hãy nói cách khác vợ phượng chính vĩ và hồ kiến bang có quan hệ gì 为什么关系？打电话。<c ười> bảo họ nhất định phải tìm được vợ phường chính vĩ vâng thế là thời gian cứ trôi qua dần đến chiều tối báo cáo bên hệ nói không tìm thấy vợ phường chính vĩ chẳng lẽ người ta đã chạy rồi không thể nào vợ tôi sẽ không chạy đâu thôi được ăn cơm đã đợi người đi tìm ở huyện về rồi tính tiếp hai người đã đăng ký kết hôn rồi tôi sẽ sắp xếp cho hai người ở riêng trước đợi đến mai hai người về đơn vị được bây giờ cũng chỉ có thể vậy thôi bác cháu hy vọng bác xử lý nghiêm khắc cả nhà họ hành xấu của họ nói nặng thì nặng nói nhẹ cũng không nhẹ cháu định xem có thể đưa họ xuống nông trường khổ sai nhất vất vả nhất để cải tạo không được, chúng ta sẽ đề xuất ý kiến này Xem cấp chiến sắp xếp thế nào Thôi đừng nói nữa Mau ăn cơm đi Ăn tối xong, tuyển huyền đã đổ nước Nào, em rửa mặt trước đi Rửa mặt xong rồi rửa chân Anh sẽ đổ nước Anh ra ngoài một chút Em đi đường xa, lại ngồi tàu hỏa Chân không biết có mùi gì không Đừng làm anh ngửi phải, anh không sợ Hồi ở ký túc xá quân đội em còn chưa ngửi qua gì Anh thật sự không ra ngoài à Lát nữa mất xỉu đừng trách em nhé Châu Phân Đình nhìn Giang Ôn Huyền bằng ánh mắt nóng bỏng Có vẻ em muốn anh tự tay rửa chân cho em Cút đi, để anh giúp em vậy Chị Giang, ai cho phép em vào mà không gõ cửa? Em đến đưa chăn cho chị Giang. Em sợ anh bắt nạt chị Giang. Em muốn ngủ với chị Giang. Anh không đồng ý, em sẽ mách ba. Bắt anh đi nhặt phân ngựa. Đưa chăn đây cho anh. Lần sau dám vào mà không gõ cửa, xem anh có đánh em không. Đánh em còn muốn ngủ với chị Giang à? Mau về đi. Tiểu Giá đành phải miễn cưỡng rời đi. Sau khi Giang ô liền vệ sinh xong, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Trời nóng thế này, không cần nhiều chăn như vậy đâu. Tôi sẽ lạnh hơn đấy. Nhưng nếu em thấy lạnh, cứ ôm chặt anh là được. Giang Ôn liền thấy Châu Vân Đình nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng. Liên quay đầu nhìn về phía giường Anh đừng nhìn em như thế Cái đó Em nghĩ lần đầu nên trang trọng hơn Ở đây không tiện lắm Anh hiểu ý em Yên tâm Chúng ta đợi mai về khu gia đình Trong căn nhà được phân cho chúng ta Tất nhiên Nếu em muốn Anh cũng sẵn sàng liều mạng chiều vợ Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người Hãy subscribe và cài view Hoặc donate cho mình nha mọi người Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh